Thưa quý vị, do sự đánh bắt của con người và biến đổi khí hậu mà lượng thức ăn của các loài động vật biển đang ngày càng cạn kiệt. Thế nhưng chúng đã có nguồn thức ăn mới rồi. Đây là thực đơn hàng ngày của một con cá voi nhà táng, bao gồm dép tông, túi ni lông, chai nhựa, cốc nhựa hay là những mảnh nhựa nhỏ khác. Không cần săn mồi nữa, một ngày chỉ cần ăn những món này là đủ no bụng cho một con cá voi rồi. Nhưng những gì mà thực đơn này mang lại cho một con cá thì lại vô cùng tàn khốc. Xác của một con cá voi nhà táng hôm qua đã trôi dạt vào bờ biển Sulawesi của Indonesia và người ta đã phát hiện bên trong bụng con cá voi tội nghiệp này chứa tới 115 chiếc cốc nhựa, 4 chai nhựa, 25 chiếc túi ni lông, 2 đôi dép tông, 1 bao tải ni lông và khoảng 1.000 mảnh vỡ nhựa khác, tổng cộng là 6kg nhựa. Thức ăn để mà tồn tại lại chính là thứ đã giết chết con cá voi này. Và gần 200 loài sinh vật khác ở đại dương cũng ăn hàng tấn rác thải nhựa mỗi ngày mà con người thải ra biển. Cái chết của con cá voi đã dấy lên hồi chuông báo động về mức độ ô nhiễm mà biển đang phải gánh chịu. Nhưng không chỉ là các loài động vật biển, chính con người cũng đang chịu phần nào tác động. Các nhà khoa học đã tìm thấy những mảnh vi nhựa trong hải sản chúng ta vẫn ăn hàng ngày. Như là tại Anh, 1/3 số lượng cá đánh bắt được có chứa vi nhựa. Và 80% lượng nhựa đó đến từ châu Á. Và theo báo cáo của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, trong 10 con sông xả nhiều rác thải nhựa ra đại dương nhất trên thế giới, thì 8 con sông là của châu Á. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng cùng thói quen tiêu dùng đồ nhựa tràn lan tại Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Thái Lan và có cả Việt Nam của chúng ta đang khiến cho đại dương bị ngạt thở vì rác thải nhựa. Hình ảnh quen thuộc ở một khu chợ thủ đô Bangkok, Thái Lan. Mua rau, mua thịt hay mua bất cứ thứ gì thì bạn cũng đựng trong túi ni lông. Thống kê gần đây cho thấy, mỗi ngày một người Thái dùng khoảng 8 túi ni lông, đồng nghĩa với việc mỗi tuần Bangkok tiêu thụ hơn 500 triệu túi. Biết là có việc hạn chế nhưng tôi nghĩ đựng cá thì phải dùng túi ni lông, đỡ bị ướt mà không bị mùi. Bọc kín mấy lớp túi ni lông thì mới được mang lên xe buýt. Không dùng túi ni lông thì chẳng biết dùng gì. Túi vải không sẵn có, mà túi giấy thì hỏng ngay. Người tiêu dùng quen gì thì cứ dùng đấy, còn con sông ngay bên cạnh chợ mới là nơi chịu hậu quả. Cứ vài ngày rác thải lại ùn ứ, mùi hôi nồng nặc. Còn đây là hình ảnh bãi biển Bali, Indonesia, nơi được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng ở châu Á. Chỉ đi qua bãi tắm chính một chút, bạn dễ dàng bắt gặp toàn là rác. Đoạn video một thợ lặn ghi lại vùng biển ngập rác ở Bali đã thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận trên các mạng xã hội. Năm nay, chúng tôi bắt đầu tích cực bảo vệ đa dạng sinh học biển sau khi một số thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được xác định là những chủ thể gây ô nhiễm nhiều nhất. Các tổ chức bảo vệ môi trường trong khu vực cũng cho rằng các quốc gia châu Á nhìn chung đều nhận thức được vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa. Tuy nhiên, các nỗ lực khắc phục còn rất hạn chế. Tiến sĩ Teresa cho biết, cần phải nhiều năm nữa chúng ta mới có thể thay đổi thói quen, đi cùng với các giải pháp dài hơi của chính phủ các nước thì mới có thể hạn chế rác thải nhựa. Những lý do mà người tiêu dùng đưa ra khi mà đi mua sắm không phải là không có lý. Tuy nhiên, những nỗ lực của chính phủ không thể có tác dụng nếu như mỗi cá nhân không thay đổi thói quen sống gắn liền với nhựa của mình. Từ những thứ nhỏ nhất, tại Thụy Điển, một phát kiến ra đời chắc chắn là sẽ làm giảm lượng rác thải nhựa mỗi ngày. Một nhà thiết kế Thụy Điển vừa sáng chế ra dòng dao, thìa, dĩa làm toàn bộ bằng bột khoai tây. Thậm chí là nhà thiết kế này còn làm cả túi từ bột khoai tây để thay thế túi ni lông. Và mẫu túi của này của anh thì còn có thể ăn được nữa. Túi ni lông mất hàng trăm năm mới tiêu hủy. Còn túi làm bằng bột khoai tây này chỉ mất có 2 tháng sau khi chôn dưới đất. Anh này cho biết sáng chế của anh có thể là phao cứu sinh của ngành đồ ăn nhanh châu Âu sau khi Liên minh châu Âu cấm những sản phẩm nhựa dùng một lần. Hiện sáng chế này đã nhận được khá nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp. Nhà thiết kế này chỉ còn mỗi việc là làm sao cho những sản phẩm của mình trông tinh tế và đẹp mắt hơn.